Nếu như mình á, mình kinh nghiệm của mình hay nuôi trâu vỗ béo là trâu cái là nó cứ phải tầm độ đẻ khoảng độ từ 1-2 con trở lên cho đến 5-6 con trở về thôi. Già quá là không mua. Già vào. Trâu cái già còn quá. Còn đối với trâu đực ạ? Trâu đực thì chọn từ độ 4-5 tuổi trở lên. 4-5 tuổi trở lên. Trâu nó già nó nhanh lên. Vâng. Không nuôi trâu non sau nó thiệt cổ bán. Dạ vâng. Không có cổ đúng không? Nó không lên được cổ đúng không? Lên cổ bán nó thiệt. Vâng. Nó thiệt. Thế thì mình chọn cách chọn như thế nào anh? Mình chọn con trâu đực nào nó phải cao dài trâu. Cao dài trâu. Mà cái nhìn lên nó ăn nó phải tốt, mạnh khỏe trâu. Vâng. Mắt nhìn, phải nhanh. Mắt phải nhanh, không nhìn nhiều con cái bóm bè ngắn. Đấy, nhìn nhiều con cái hố mắt của nó sâu, trâu gầy quá mà hố mắt sâu đừng có mua. Vâng. Trâu là trâu bệnh đấy. Dạ vâng. Nhiều con cái tam sơn này của nó hú bắt đâu này. Được. Tam sơn này, cái tam sơn này của nó. À. Nhiều con trâu cái nhá, nó gầy cái tam sơn này của nó sâu tít ở tận trong. Vâng. Loại về nuôi chỉ độ tuần lễ chết. Dạ. Cái tam sơn nó hú bắt ra đây. Dạ vâng. Xin chào bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Thì trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bác đó là có mấy bạn ở trên Cao Bằng cũng về đây để tham quan cái mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo. Thì hôm nay chia sẻ với bác là tôi sẽ đưa các bạn đó cùng các bác qua ba trại. Thứ nhất là cái trại khoảng 10 con như trại Nhánh Nghinh ở ngay thị xã Phú Thọ. Thứ hai là trại Nhánh Phòng ở bên Cẩm Khê Phú Thọ. Và thứ ba là trại Nhánh Hải ở bên Thanh Thủy Phú Thọ đó các bác. Đó, thì chia sẻ với bác là tôi cũng vừa vào trại Nhánh Nghinh rồi các bác. Thì các bạn đang vào trong trại thăm rồi đây. Trâu chỉ có một hàng, trâu không có bò. Còn những dòng như này là bây giờ nó phát triển là 2 triệu. Đấy. Bị nó bị chú bây giờ có đây. Đây cái lỗ của nó bên cái sườn kia mà anh đâm thủng bụng nó ra để không khí nó đâm lệch vào dạ dày ra. Không, cái này nó là trong nó là giả cỏ mà em. Bên đấy nó là giả cỏ. Xong nó tự liền hết. Nó tự liền hết mà. Mình phải tiêm kháng sinh. Cái dịch nào ở bên trong đấy thì khi ăn no nó lại đẩy ép cái dịch nó lại đẩy ra ngoài. À, thỉnh thoảng mình sát trùng nó. Con này lên nhanh phết nhỉ? Cái cổ to, con này hiền ấy nhỉ? Con này bọn thằng cu anh ấy cho ra ngoài nó cưỡi suốt. Móng liền thì nhìn con này là trâu, là nguyên là trâu người ta làm. Gia đình người ta nuôi làm. Nên là nó hiền lắm. Thế anh làm cái trại lâu rồi, anh bắt đầu anh nuôi lâu chưa? Anh thì là nói thật ra là cuối năm ngoái anh bắt đầu anh xây dựng chuồng trại. Thế ra đầu năm này cái dịch Covid này thì anh dừng mất đôi tháng rồi anh mới nuôi mà mới mới làm mà cách đây khoảng 3-4 tháng rồi. Mà anh chưa chuẩn bị sơ thì thầy em thấy béo. Có khách nó bắt là sốt được rồi. Sốt được rồi, con này sốt được rồi. Rồi. Em hỏi tí nhịn con này vẫn non đi chứ con đâu con này chưa già. Trâu ơi chưa già. 5-8 triệu thì cái này. Con này nó phải tầm độ tầm 6 tạ gì. Cái này á, cái này hơi của nó thì sấp 6 tạ 8 rồi. 6 tạ 8 gần 7 tạ. Vì khi anh mua của nó, anh mua về nó là 6 tạ 2. Ừ. Mà mua được độ tháng ấy. Mà lúc mua về làm gì nó cổ cứ u ước lên được cái này đâu. Mình nhìn trâu hay là mình chỉ ước chừng hay là mình có cái không, cái gì đo đấy là hai cái ông hàng xóm đây là hai chạy lợn này có cái cân có cái cân hai cân rưỡi anh mang sang anh cân ơi mà cân. Rất là cân đo này đo chéo rồi lượng này rất là cân luôn thì cái cân này mới chuẩn đấy là có cái dây đo luôn mà ứng chứ vừa mắt chắc là nó sẽ lệch nhau vòng cổ này rồi là vòng ngực như em chỉ đoán được tầm 6 tạ khoảng phản như là vì em chưa có kinh nghiệm gì đấy bây giờ chỉ có sử dụng cám thôi ba bia cộng với cỏ thế thôi anh cân như này này đơn giản để anh theo dõi cái quy trình của mình cho ăn ấy một tháng ấy là nó lên được bao nhiêu để mình có thể là mình tăng lên hoặc là mình giảm xuống hay là mình giữ nguyên đấy anh cân là ngay là cân như thế thôi chứ không phải là mình cân mình về để mình xem cho nó là như thế nào anh muốn chăn thêm một cám trong nhà kia đấy cám ca kêu ở bên công ty của Hoàng ấy. Dạ. Đấy, 902 ấy. 9102 đây. Bây giờ một ngày bọn này chắc là ăn như con này ăn được 2 cân không anh? Cám á. Ừ. Cám những con gầy này vẫn cho nó ăn 3 cân. 3 cân à? Còn những con béo chín kia con cân. Cân à? Ờ thế thôi. Chia cân kiểu gì cho mỗi ô à? Nó có cái xúc ấy. Này em đổ bãi bia ra em
bây giờ cả một đàn này con nào ăn nhiều, con nào ăn ít số lượng bã bia là em cầm được rồi. Vì em cho nó ăn suốt ngày mà. Thì em cứ gạt bã bia ra đấy xong rồi em đổ cám vào. Đây vừa cho ăn xong bã bia với cám ấy chưa? Ví dụ con này nó ăn 3 cân thì em cho nó ăn 3 cân, con này độ 1 cân xúc 1 cân. Thì nước lượng nó nhảy vào bã bia em lấy tay em trộn lên thế thôi. Con nào có con ăn. Vâng. Còn con nào mà ăn không hết thì con nào còn muốn ăn nữa lại quét lại cho con nó muốn. Đúng rồi. Ăn. Rồi rồi. Thôi. Sau đó mình cho ăn cỏ thế thôi. À, đơn giản. Tức là cho ăn bã với cả thuốc trước không với ăn cỏ nó không. Cả tức là 3 cân một ngày, tức là 1 tháng là 90 cân. Cũng tùy ơi, tùy xem đang tính trung bình, đang tính trung bình nào. Rơi vào tầm cỡ 3 cân một ngày. Vâng, nó chỉ là 2 tháng đầu thôi là nó như vậy thôi. Còn đến tháng thứ 3 thì bắt đầu nó béo lên rồi thì nó lại ăn ít. À. Con này anh bố mấy tháng rồi? Con này anh mua mới được 1 tháng. 1 tháng? Ôi dồi, 1 tháng mà nhiều khi vô mua về là nó cũng đã có thịt. Đã có thịt rồi. 1 tháng mà trước mua năm 2018 là mình cũng được rồi đấy, nhỉ con bản lên thì nhanh ha. Mùa nóng này thì vỗ nó sẽ chậm hơn so với mùa mát thì là mua về đã được lãi luôn đấy. Mà mình thấy cùng của nó mà ấy còn cái điểm nó có đà rồi để. Một ngày thì thường thường là cho ăn 2 lần thôi. Vâng. Sáng bữa, chiều bữa. Sáng cho ăn sớm sớm đi, mùa nóng này cho ăn sớm mà. Cái rơm khô kìa mình cũng mang về về ủ được không? Không. Rơm khô để khô để cỏ nó tốt thì còn rơm thì tội gì ủ. Thật. Rơm cứ để nguyên. Rơm mình vẫn được ạ. Phòng ơi, đi ngủ sớm đây anh ơi. Đây, chia sẻ bác hôm nay mấy anh em từ Cao Bằng xuống tour đây các bác. Đi thăm trại đây để chuẩn bị họ về làm mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo các bác. Thấy con này kinh khủng không? Thử vào đằng sau kìa, ông thử vào đằng sau kìa. Ngó. Mới hoành tráng. Nhìn cái mông hoành tráng chưa? Nhìn nó người nó dày này. Như con này mới vỗ được có 2-3 tháng à. Còn con này thì cũng lâu rồi. Con này từ năm ngoái rồi. Bây giờ đấy. Đấy, hôm qua thì nhiều bác bảo là review lại cái đàn nghé anh Phòng bắt từ Tết ấy. Hôm nay tôi sẽ review lại cho bác coi nha. Hay những con trâu này thật sự là cũng mới vỗ các bác này. Lên rất là nhanh. Đấy, con này thì cũng được khoảng 3-4 tháng rồi đó. Được không em? Những cái dòng trâu này được không? Mua con, bia này. Con trâu mà mua chúng con không phải trâu kể cả dinh dưỡng như nào nó cũng đẹp. Em biết là trại này á chỉ cho ăn dơm. Cỏ rất ít. Cỏ trồng chưa đầy một sào. Dơm. Dơm với cám. Cám với lại ba bia sau. Thế thôi. Nhìn sướng chưa? Cái này chắc 1 mét 2 nhỉ. 1 mét thôi, từ cái này họ làm có 90 phân rồi. Là 1 mét nhỉ? Mình cứ làm 1 mét đi. Thôi cái dây này thì dưới đây nhỉ? Cái này là nếu mà sau này em làm cái máng tự động. Nó sẽ tốt. Cái máng tự động mình làm ở trong này này. Thì nó sẽ uống nước tự do luôn đấy. Mình thấy anh quay là có cái ống gì. Đây các bác, cái dàn nghé là từ Tết này các bác này. Bắt đầu vào Tết này. Làm dàn xương xương mấy ông chú ông làm hộ cho mình. À đây à, bao tiền? Tầm
tất cả gần 10 triệu. Gần 10 triệu cái dàn phun xương này á? Cả đồng hồ hẹn giờ đấy. À, cái này là hẹn giờ luôn đấy. Đây đồng hồ hẹn giờ. À, trên mạng nó mang. À đấy à? Chạy 1 tiếng nghỉ 15 phút. Chạy 1 tiếng nghỉ 15 phút. Tức là cái này là đâu? Cái hẹn giờ đây là đấy. Cái hệ thống đấy, mỗi hẹn một cái lớp này là 15 phút. À, mỗi lớp 15 phút. Là 15 phút. À, rồi, ok, cái này em hiểu. Giá nghé lên nhanh anh nhỉ. Lên nhanh. Vâng, đúng rồi. Bây giờ giá nghé này nó trả bao nhiêu tiền một con rồi anh? 25 triệu rưỡi. 25 triệu rưỡi một con này rồi á. Giá nghé này quá rồi. Đấy. Đấy nhiều bác là bảo là tôi review lại cái giàn nghé này các bác này. Sau khoảng từ Tết nhỉ, từ Tết tháng 12. Bây giờ được khoảng hơn 5 tháng các bác. Lúc về thì thực sự là con bọn nghé này nó còi lắm các bác. Bây giờ thật sự là lúc đấy là anh ấy mua rồi tầm hình như là có 7, 8, 9, 10, 11 triệu con, 12 triệu một con. Bây giờ thì họ trả đến 25,5 triệu một con nghé này rồi các bác. Bác thấy hoành tráng không? Đầy áp hết rồi. Đá bia. Cái này ba bia bây giờ nhập rẻ nhỉ, 70 nghìn một bao đây à? Mùa đông là 100 nghìn nhỉ? 100, 101. Mùa hè là có 70 nghìn. Một bao này được 80 cân không anh? Dạo này nó đóng bao nhỏ hơn nhỉ? Dạo này em thấy là đóng bao nhỏ hơn. À, đây mời các bác thăm lại cái dàn trâu này nha. Đấy, các bác có thể thấy nhìn cái mông má mọi thứ con trâu hoành tráng không ạ? Bác nào mà chăn nuôi trâu bò vỗ béo phải alo tôi hướng dẫn kỹ thuật mọi thứ cho, chỉ 2-3 tháng suốt thôi. Chia sẻ bác là cái con này là lại ra bán rồi đấy, nhưng mà cơ bản là để đây cho nuôi cho vui. Con này để đây nuôi cho vui. Chín hết rồi. Con này cả tấn đấy. Cả tấn đấy. Nói chung là đối với Trung Quốc thì trâu càng to lại càng có giá trị. Lớn. Cỏ dưới ba bia mấy này. Cho ba bia mới cám ở xuống, cỏ trên dốc. Anh ơi, cho em hỏi mấy cái vấn đề đấy. Bây giờ cái chương trình dinh dưỡng cho bọn trâu này như thế nào? Ngày thì bây giờ là vẫn là cho ăn rơm, mới lại ăn cỏ, mới lại ăn cám. Một ngày bao nhiêu cân rơm? Một ngày thì chỉ cho ăn khoảng độ cả cỏ, cả rơm. Cả cỏ, cả rơm thì bây giờ mới được khoảng 15-20 cân chứ đúng không? Một đấy là một ngày đấy nhá. Một ngày đấy, một con đúng không? Một con một ngày. Thế còn bây giờ cám là, cám trâu là bao nhiêu? À, cám bò là bao nhiêu? Cám bò á. Vâng. Cám bò đến cám lợn. Cám bò, cám lợn thì ngày cho ăn khoảng độ 5 cân thôi. 5 cân. 5 cân một con. 5 cân một con. Thế còn bọn trẻ con này thì bao nhiêu cân? Bọn trẻ con này thì nó chỉ về là bao nhiêu anh? Chỉ khoảng 3 cân thôi. 3 cân một con á? 3 cân một con. Thế là chứng tỏ nó ăn nó cũng nhiều chứ, 3 cân một con cân. Bây giờ nó to hơn trước nhiều. Trước các bọn này nó chỉ ăn khoảng độ 20 nghìn một ngày thôi. À. Nhưng bây giờ phải tăng lên cho nó độ 40 nghìn một ngày. 40 nghìn một ngày một trẻ con này. Bây rồi. Bây giờ nó to rồi. Vâng. Trước 3 con vào một ô. Vâng. Bây giờ 2 con vào một ô thì chặt. Dạ. Trong này thì cho ngoài to. Vâng. Thế ngày mình mấy bữa anh, ngày ăn 2 bữa sáng và tối. Sáng và tối. 7-8 giờ sáng. Vâng. 9-10 giờ sáng rồi. Còn bọn này là một ngày là cho ăn khoảng mấy cân ba bia anh? Bọn này á? Vâng. Bọn này một ngày cho ăn khoảng độ 11-12 cân ba bia đấy. À, bọn này là bọn trẻ con này cũng cho ăn 11-12 cân rồi. Thế bọn chất bên này nó phải ăn trên 20 cân này anh? Bên này phải ăn phải hơn 20 cân một con. Hơn 20 cân một con một ngày. Và bia.
À, anh ơi, anh có thể chia sẻ cho em nữa là cái cách mà mình, nếu mà giả sử mình mua trâu rừng về á, là nó có bị con vắt ở trong này á, thì anh có thể chia sẻ với cho em được không? Được, cái đấy là đấy, cái... Thế anh làm như nào? Cái đấy là như mình là mình, ví dụ như thời tiết nó nóng như vậy. Dạ. Thì mình té một ít nước vào mũi nó. Dạ. Thì nó mới, con vắt ở trong người nó nóng, ở trong mũi nó nóng, nó thò ra, thì mình lấy kìm á, lấy ban anh mình kìm cặp. Cái banh. Mình kẹp ra. Nhưng mà mình tức là mình phải cho cái kéo cái mũi nó lên đúng không? Dành mũi, cầm mũi của nó. Vâng, cầm lấy mũi của nó. Té nước vào thì nó thò ra ngay. Vì cơ thể con trâu nó nóng ấy, là con vắt ở trong mũi nó thò ra ngay. Nhưng mùa rét thì có xử lý được không? Vẫn xử lý được. Mùa rét thì làm như nào? Mùa rét thì mình không cho trâu uống nước, thì nó khát thì nó nóng ở trong người. Trâu uống nước ấy, con vắt trong mũi nó thò ra. À. Lấy được hết. Đừng có đổ nhiều anh đổ. Bắt tốc vào là nhiều con trâu say chết ấy. À. Tức là mình xử lý bằng cứ kìm kia, banh kìm kìa. Banh kìm kia. Để sau ra. Đó là mình cặp rút ra. Tức là mình sẽ cầm cái mũi này xong bắt đầu mình cho đổ nước vào. Đổ nước vào. Anh làm thử giả sử như thế nào là. Ví dụ như thế này. Ví dụ như này chẳng hạn. Vâng. Thì mình té một nước vào đây. Vâng. Thế là bắt đầu té nước đây, cái bỏ nó ca xuống. Tức là cô có cho vào trong mũi không? Không. Thì té ở ngoài thôi. Ở bên ngoài. Đây ví dụ như này. Đâu như thế nào ạ? Ví dụ như cái kìm của nó là cái kìm dài này. Đấy. Thì em muốn là nhiều bác cũng có thể hỏi cái đó anh phòng ạ. Bánh kìm đây, bánh kìm như thế này, cái là mình lấy một đám nước mình đổ cái nóng ra ngay mà. Rồi. Quá dễ mà. Đổ nước bình thường, nước nguội hay là nước lạnh. Nước lạnh à? Như này. Vâng. Như đây con trâu ví dụ như nhìn thấy nó. Nó nóng, nó đỏ nước rồi. Rồi. Con vắt ở trong mũi nó cứ ngoe cái thì mình đổ một tí vào đây cái đấy. Như này cái nó thò ra ngay thì mình để đúng ở đoạn này luôn. À. Nên thế nó thò cập đây, cái cặp cái này rụt luôn. Vâng. Cứ đừng có nhấp nhứ. Vâng. Nhìn nó thò, cứ để cái này đây, nó thò rồi. Cái cặp này dứt khoát ngay. À. Khó thế nào khó, cặp được hết. Nó con thường thường là con vắt đấy nó xa, nó gần nó ở bên ngoài này hay bên trong ấy? Nắm con lên tận cái óc rồi. Ồ. Nắm con lên tận óc rồi. Có con cặp ra 4-5 con. À, có con cặp ra 4-5 con. Cứ này đổ một cái vào. À. Không để này. À, từ nó bò ra hẳn ngoài này luôn. Nó bò tít ra tận ngoài, nếu để cái ca nước ở đây mà chụp cái mũi con trâu vào cái nó bò ra luôn. À. Bò luôn. Bò cái mình để ở đây. À. Nên là nó bò ra cái này mình để cái này mình cặp. Dạ, cái vâng, mình vâng, rứt luôn. Vâng. 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 Đa phần thì chứ đừng đổ bét tốc say chết trâu ấy. Vâng. Mà cái này nó là một kinh nghiệm để đời đấy, không phải ai cũng xử lý được quá cái đó. Quá đơn giản chứ gì đâu. Vâng đấy. Cái đấy quá đơn giản. Có mẹo đúng không? Phải có mẹo. Lấy ra được hết, con trâu nào rãnh. Lấy ra được hết. Ngày hôm nay không lấy được, ngày mai nhìn nó thò ra sẽ lấy được. Đơn giản. Nhà anh em hỏi chút là những cái trâu mới mình vừa lấy từ địa phương khác về thì có lưu ý không? Tức là chăn cỏ, cứ lấy cỏ xuống bình thường là cho nó không. Quá dễ, không bận gì cả. Và thế mà nếu mà nó quen mới đầu về nó cứ chơi là lạ chuồng thì nó chưa ăn ngay. Thứ hai thì là một hai hôm nó quen chuồng rồi nó quen cỏ mình là nó ăn ngay mà. Cái này là do mình chọn trâu của anh nhỉ? Bây giờ là giả sử anh Phòng ơi, cho em hỏi là cái cách chọn trâu của anh nhé. Thì bây giờ mình chọn như thế nào? Nếu như mình á, mình kinh nghiệm của mình hay nuôi trâu vỗ béo, là trâu cái là nó cứ phải tầm độ đẻ khoảng độ từ 1-2 con trở lên cho đến 5-6 con trở về thôi. Vâng. Già quá là không mua. Dạ vâng. Trâu cái già còn quá. Còn đối với trâu đực ạ? Trâu đực thì chọn từ độ 4-5 tuổi trở lên. 4-5 tuổi trở lên. Trâu nó già nó nhanh lên. Vâng. Không nuôi trâu non sau nó thiệt cổ bán. Dạ, rồi. Không nó không giá. Không có cổ đúng không? Nó không lên được cổ đúng không? Không lên cổ bán nó thiệt. Vâng. Nó thiệt. Thế thì mình chọn cách chọn như thế nào anh? Mình chọn con trâu đực nào nó phải cao dài trâu. Cao dài trâu. Mà cái nhìn lên nó ăn nó phải tốt, mạnh. Vâng. Khỏe trâu. Vâng. Mắt nhìn, phải nhanh. Mắt phải nhanh, không nhìn nhiều con cái bóm bè ngắn. Đấy, nhìn nhiều con cái hố mắt của nó sâu, trâu gầy quá mà hố mắt sâu đừng có mua. Vâng. Trâu là trâu bệnh đấy. Dạ vâng. Nhiều con cái tam sơn này của nó hú bắt đâu. Được. Tam sơn này của nó này. À. Nhiều con trâu cái nha, nó gầy cái tam sơn này của nó sâu tít ở tận trong ấy. Vâng. Loại về nuôi thì độ tuần lễ chết. Dạ. Cái tam sơn nó hú bắt ra đây. Dạ vâng. Về nuôi khó luôn. Mình nhìn chết mấy con. À. Buộc nhà dưới được 3 hôm xuống thấy chết cỏng keo. À. Rẻ, mua 14 triệu rưỡi rẻ lắm. À. Thế về nghĩ trâu này nuôi bán được gần 30 triệu. Dạ. Quay ra xuống thấy chiếc cỏng keo. Dạ vâng. Mổ thịt bán ở đâu có 7 triệu rưỡi. À, lỗ một lửa.
với cả làm sao phân biệt, em phân biệt cái tuổi trâu ấy nhỉ, tức là ở đấy anh xem hỏi em hỏi cái nữa là bây giờ phân biệt tuổi trâu như thế nào. Không, mình nhìn ví dụ như là đi chẳng hạn nhìn nhiều những con trâu chẳng hạn nó đẻ rồi hay là chưa đẻ thì mình nhìn giữa trâu cái mẹ dòng và trâu cái mẹ đẻ nó khác nhau. Vâng. Nhìn trâu cái mẹ đẻ nó nghe nó cứng cáp trâu hơn. Anh nghe nó cứng trâu hơn. Nhưng mà cho em hỏi là bây giờ giả sử như con trâu được là anh biết là giả sử như bao nhiêu năm không? Có chứ. Thế bây giờ là mình phân biệt như thế nào? Ví dụ như là phân biệt là cái trâu nhìn nó cái con trâu mà giữa lên ở 2 răng hoặc 4 răng, 6 răng thì nhìn cái tuổi đời của nó nhìn nó già hơn. Dạ. Nhìn nó lông lá nó xù xì nó đăn trâu nó già hơn. Giả sử như là 2 răng thì nó khoảng mấy năm rồi? 2 răng thì nó vào khoảng độ 20 7-28 tháng, nó vào khoảng hơn 2 năm rồi nó thay răng. Dạ vâng. Thế còn 4 răng thì nó khoảng mấy? 4 mấy... răng thì nó vào khoảng độ 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi à? 3 năm rưỡi. Còn 6 răng là nó khoảng mấy? 6 răng thì chắc nó vào khoảng độ gần 5 năm đấy. Có vâng. Con nó đổi một lúc 4 răng, có con thì nó. Dạ. Cứ thay từng 2 răng một. Dạ. Có con lên một lúc 4 răng. Vâng. Nhưng có con thay 2 răng xong rồi đến 2 năm mới lại thay một lúc 4 răng. 4 dạ răng. Vâng. Vâng. Thế ví dụ như con này là mấy răng? con này chập rồi. Con này chập răng rồi. Chập răng là khoảng mấy năm rồi ấy? Chập răng thì nó vào khoảng độ 6 năm. 6 năm à? Chập răng là 6 năm. Ở đây có con nào 2 răng, 4 răng anh đã xem cái điều. Trong 2 răng, 4 răng bán hết rồi. Ờ. Mấy con nghé kia là chưa. Chưa có răng. Đàn nghé trên này là toàn bộ chưa răng. Thế anh Phòng, tức là bây giờ nếu làm sao mà biết được là trâu đẻ 1, 2 lứa hay 4 năm lứa thì phân biệt kiểu nào? À, trâu đẻ 1, 2 lứa thì nhìn cái lông lá thì nhìn cái con trâu của nó nó không được béo nhũn nhoãn như trâu dòng đâu. Nhìn nó kiểu nó nhao trâu ra đấy. Rồi. Nhao trâu rồi nhìn cái bầu sữa của nó buông. Rồi. Nhưng nó không như trâu dòng là cái bầu sữa có với lại cái đầu vú của nó ngắn. Dạ vâng. Mà nhìn nó quấn trâu. Vâng. Cứ nhìn cái trái mình nó quấn trâu là nhìn đến trâu dòng ngay, biết trâu dòng ngay. Và cái con trâu cái mẹ đẻ nó buông nhìn nó sộ xà sụ sệ cái mình nhìn biết ngay mà. Nó như kiểu là nhìn nhiều đến nhìn đàn nghé hoặc là đàn trâu mẹ cái biết ngay. Dạ vâng. Chứ nó không nhìn cái biết ngay mà, kể cả người không nuôi trâu nhìn cái đàn biết. Dạ. Ở đây không có con nào 2 răng hay 4 răng hả anh? Không có, bán hết mấy. Bán hết à? Ví dụ như con này này chập răng, chập răng hết à? Con này là chập răng. Chập răng là tức là răng nó kín hết đúng không? Răng nó đủ, lên 8 răng là nó đủ. Một cái hàm của nó là hàm dưới. À. Vì trâu này có một hàm dưới, không có hàm trên. Vâng. Răng động vật trâu nhai lặng. Ở con Mura này là có răng nào chưa? Con Mura này chưa răng. Chưa răng á? Vẫn chưa răng được. Không có một cái nào luôn. Chưa răng là nó có răng nhưng mà răng sữa. Răng sữa. Tức là nó chưa trưởng thành. À. Nó đang ở tuổi vị nó tuổi thanh liên, chưa lên vị thanh liên. Nên là nó vẫn chưa thay răng. Này nhìn đẹp. Con này là nó lớn trước tuổi. Lớn trước tuổi đấy. 3 tuổi nhỉ con này. Không, đấy đâu. Có hơn 1 tuổi tí. Ôi, hơn 1 tuổi mà to này. Con này nó chỉ về độ 10 con này nó chỉ về độ 15 16 tháng rồi. Anh 15, con này là anh bắt về lâu chưa? Con này nuôi từ tháng 4 năm ngoái. Năm rồi đấy. À. Hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Thế là anh không phải nuôi đâu, kiểu những bắt những con gầy về vô béo lên 2 3 tháng bán được đúng không? Mà cái con này mua 4 triệu 8 thôi mà. 4 triệu 8. Để dành thì cứ để. Bây giờ lên 40 triệu. Hơn 40 triệu năm ngoái. Triệu rồi. Hơn 40 triệu năm ngoái. Thế à, tức là anh mua những con nghé kiểu cho anh ấy cho nó lớn lên. Nghé nhỏ đấy. Mua bằng cái con nghé nhỏ nằm ở trên. Còn mua trâu vô béo em thấy phải chọn đúng cái trâu không phải, to đâu. Phải trâu không to. Dạ. Phải trâu không to mà nhanh trâu. Cái loại mà chậm giờ rẻ rẻ đừng có mua. Vâng. Về chết. Còn đây chết anh đang nuôi theo kiểu mô hình là nuôi cũng lâu dài là tức là từ con nghé là cho đấy, to lên. Có con này thôi thì nó ít tiền nó lớn quá thì bớt lại chứ còn bọn nghé kia từ đây bán thịt hết mà. Vâng. Cho quay vòng chứ để làm gì. Đúng rồi. Mua từ lúc nuôi từ lúc nghé như kia. Không, những con này là mua về vỗ được có 2-3 tháng rồi. À, thế thôi. À. Con ấy được hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng đấy. Vỗ hơn 2 tháng mà lên tròn thế. Đấy. Tròn đấy nhờ. Tròn hết. Anh Vương ở bên ngã ba Cát Lèm ấy. Thế mà anh nuôi cái loạt trâu của anh béo như anh béo. Anh bán hợp lý. Anh nuôi tốt đấy. Nhưng mà anh bán đã bán đâu? Bán hết rồi. Bán hết rồi à? Bán hết, còn mỗi 2 con nghé anh ấy mua ở bên nhà thôi. À thế à? Còn cái thế mà không gọi cho em, hôm nào em lên quay mà. Còn cái loạt của mình bán hết rồi. Đấy. À, Hoàng rồi. Lên quay được khoảng tuần thì anh ấy bán hết. À rồi, thế anh bán hết à? Để... Con mà ở đầu tiên nó ra già đấy là con anh bán 51. À rồi. Con okay. Mà anh mình để cho 41 đây. Ok. Là anh bán 51. Vâng. Anh bán hết à? Vâng, ok anh. Thế bảo anh ấy là trả để nuôi thêm thì tháng đâu mới được có hơn 3 tháng tí. Đâu những con có vài con 2-3 con hơn 3 tháng, còn đâu là toàn 2 tháng. Toàn 2 tháng thôi. Đấy,
bảo vâng. Anh là trả để lại thêm với anh. Đúng rồi. Ôi đồng béo mọi người anh em mới ra vào mà để cho nó ra. Rồi. Quay ra là mới là để cho chứ còn cũng chưa có. Nhưng con này là chập răng hết rồi anh? Châu chập răng hết. Chập hết răng hết rồi. 8 răng là đủ răng của nó hàm dưới. À. Anh với cả em hỏi chút là vụ một con trâu này lợi nhuận vụ 3 tháng thì xuất một tháng nó ra, một tháng nó lợi nhuận bao nhiêu ra trừ hết tất cả chi phí. Thì nó tùy theo, ví dụ như có con thì được khoảng là 7 triệu, có con được khoảng là 10 triệu. Đấy là 3 tháng. Mà có con cơ địa nó hấp thụ kém có khi chỉ được đến 2 đến 3 triệu một con thôi. Tùy từng con. Tùy từng con, cơ địa nó do cơ địa của nó. Vâng. Trung bình là được khoảng 3 đến 4 triệu. Đấy đấy. Đấy mình tính bình quân trung bình một con. 3 con nhiều, nhiều một con. Tức là mỗi con mỗi tháng thì cũng trên 1 triệu một tháng. Vâng. Đấy, trên 1 triệu một con. Đấy là trừ hết chi phí. Trừ hết chi phí. Trừ hết chi phí. Nhân công lao động rồi thứ mọi thứ hết rồi đấy. Không biết là mua 41 thì là bán 51 nhưng phải trừ đi. No. Nào tiền ăn nào thì tiền điện nào thì tiền công. Dạ. Có phải đúng nuôi 5 con là trung bình là mỗi tháng ra 5 triệu chẳng hạn. Đấy. Thì đỡ phải đi làm công ty đấy kiểu đấy, mình làm chủ của mình luôn. Mỗi tháng ra 10 triệu chẳng hạn đúng không? Mà, đấy. Mà các chú bây giờ là ở trên Cao Bằng ấy, thật sự là bây giờ là cái đầu ra không lo thì bây giờ anh nghĩ là cái cặp mẹ con này tốt. Mua 31 triệu. Dạ. Nhưng bây giờ đã bán cho con mẹ tầm độ 34 triệu rồi. Dạ vâng. Con nghé con sáng lên giảm 13 triệu không bán. À. Thế 34 triệu với lại 13 triệu là thành 47. 47. 47 trừ đi 31 16 triệu là đồng 16 triệu. Mua về mấy tháng rồi nhỉ? 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi à? Con nghé bé này à? Đấy con nghé con nghé đang nằm đấy ạ. Đang nằm này mà được 10 mấy triệu rồi con. 10 13 triệu tháng nay. Ba rồi. Không bán cho thằng con là Liên. Nên bà nó bảo đấy bác cho mày lúc nào mày đi lớp 12 thì muốn mua xe máy gì thì mày mua.